Hello anh em, hôm nay mình có 15 phút để tập cái tông cái âm dài mi thứ tại vị trí này ha. Thì việc trước tiên là mình bấm cái hợp âm mi thứ ha, để mình nghe cho nó quen lỗ tai trước, rồi sau đó mình đánh 7 cái nốt nhạc ở trong cái hợp âm mi thứ và mình ráng nhớ tên của nó luôn ha. Mi pha thăng, quan trọng là pha thăng. Son la si do re mi fa son la, là mình biết là nó sẽ có 7 nốt nhạc mà trong đó nốt pha sẽ thăng, bắt đầu từ mì và end là mí ha, được không? Thì sau khi mình đánh như vậy, mình cảm thấy dễ chịu rồi thì mình bắt đầu mình mới nhảy nốt bằng cách cái nhảy mà người ta hay nhảy nhất là cái nhảy quãng ba anh em. Hoặc là người ta đánh bốn nốt. Hoặc là mình chế ra một cái sequence nào đó rồi mình lặp đi lặp lại, ví dụ như ha, cái đó là xong mình đánh hoặc các bạn có thể chế bất cứ cái gì mình thích chứ. Sau khi mình làm được hết mấy cái đó rồi mà mình thấy dễ chịu rồi, nghĩa là khi mà người ta nói mi thứ tại vị trí này thì mình có thể chụp cho mình bấm bất cứ nốt nào mà nó cũng nằm trong á ha. Thì cái lý do mình tập như vậy để làm gì, chủ yếu là để mình đánh được cái bài hát ở tông mi thứ, đúng không anh em? Và mình có thể solo hay chèn lick ở trong cái tông mi thứ. Thì để làm được chuyện đó thì việc kế tiếp là mình phải biết cái tông mi thứ nước hợp âm gì. Mình làm thiệt nhanh và mình dùng triad thôi ha. Mi fa ha, fa fa fa, biết fa gì? Son ha, son ở đây rồi la ngay đâu, son la ngay đây hay la ngay đây cũng được. Nếu có hai chỗ đánh mà gần nhau mình nên đánh là si do rê rê ngay đây phải không ta, rê mi à, mình lên ngược lui với mấy cái hợp âm đó để mình biết là trong cái một cái vị trí này mình có thể đánh được 7 hợp âm đó ngay cái vị trí này, mình không cần phải đâu nữa. Mi không pha son la phải ta si đô rê mi. Sau khi mình làm được chuyện đó rồi thì mình nói vậy thì mình thử đánh một cái vòng hòa thanh, bất cứ vòng hòa thanh nào để mình đi theo, mình solo vòng hòa thanh đó, mình dùng cái âm dài mi thứ này thử như thế nào, đúng không? Thì cái cách tập của mình bật trên YouTube, hoặc là mình có cái app nào đó thì mình có cái app đây thì mình để một cái vòng hòa thanh này mi qua đô, tại vì nó nằm trong mà đô mi mi fa son la si đô, đô có trống son son hả, mi đô son re mi, bảy ba bông kia là trường rồi, chỉ có này thử anh. Thì mình đánh một vài lần vậy đó rồi mình chấm dứt cái câu của mình ở cái hợp âm mi thứ để cho nó nghe nó mi thứ này ha. Thì mình bỏ ở đây thì mình sẽ bật lên mình kiếm cái gì mà nó đơn giản nhất anh em ha. Tại vì nó khó hơn là mình nghĩ, mà cái quan trọng nhất không phải là mình biết âm dài mà khi mà nó chuyển hợp âm á mình theo được cái hợp âm đó anh em, mình cái lỗ tai mình có thể nghe theo được nó. Mình bật lên cái này mình tập hoài mới được anh em, chứ không lúc ban đầu rất khó. Mình để ở 80 BPM ha. Thì lúc cái đầu tiên mình chỉ ráng nghe để mình theo thôi. Mình đừng có nhìn nó. Trên YouTube có nhiều cái nó chạy hợp âm trên đó cho mình, nhưng mà mình đừng có nhìn nó. Mình kiếm nào mà không chạy, mình ráng mình nghe nó. Tại cái này là cảm âm nên nó rất tốt ha. Xong qua rê. Xong lúc qua mì cái mình đánh hợp âm.
đánh theo nó đúng mà. Ok anh em ha, thì sau khi mình theo được nó rồi em, mình sẽ theo nó thay vì bằng không 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 bằng cái này nữa, mà mình theo nó bằng nốt nốt, mà mình sẽ đánh nốt gì, bây giờ mình sẽ đánh nốt gì lúc mình theo nó. Thì lúc mình đánh ra đây mình nhìn đây nè anh em, thì cái này là mi thứ, thì mình chỉ đánh, mình ráng mình giữ ở trong ba những cái nốt này nè, mi thứ đây ha, hoặc là đây. Rồi khi mà nó chuyển qua đô á, mình ráng giữ trong mấy nốt này. Khi mà nó chuyển qua son á, thì mình ráng giữ ở trong mấy cái này luôn nè, cái này, cái thế bấm của son nè, nè ha. Rồi khi mà nó qua rê á, thứ á, rê độ rê trưởng á, mình cũng ráng giữ cái nốt, những cái nốt mà chính ở trong cái câu á, nó ở trong mấy cái nào, trong mấy cái nốt này, đúng không? Thì để làm cái đó cho cái người bắt đầu nó hơi khó, tại vì có nhiều thứ quá để nhìn. Thì mình chọn ra một cái sợi dây thôi anh em. Trong cái sợi dây này á, khi mình chọn sợi dây son này ha, thì cái hợp âm đầu tiên, hợp âm mi á, thì cái nốt C này nè là nó trên sợi dây đó. Thì khi mà nó đánh mi á, mình sẽ đánh cái nốt này. Khi mà nó qua đô á, mình cũng đánh, nhưng mà mình không có nhìn hết vậy, mà mình thấy hết vậy, nhưng mà mình chỉ đánh cái nốt trên đó thôi. Khi nó qua son thì vậy, thì mình giữ đây tiếp ha. Thì nó C tiếp. Khi mà nó qua mi 7, C 7 á, mi rê trưởng á, thì mình sẽ đánh cái nốt này. Thì tất cả các nốt nó đều nằm trên một sợi dây này, nó đơn giản hóa để cho mình quen dần nên em, chứ mới đầu nó khó lắm. Yeah. Thì mình thử ha, mình đánh một nốt thôi. Mình đừng có làm gì á căng. Đó là mi ha. Lúc nó qua đô nè. Son là cái này nè ha. Để làm lại lần nữa ha. Thì mình quen với mấy cái nốt này đúng không? Lần này mình đánh thêm một nốt nữa ha. Mình đánh. Trước khi mình về đó mình đánh. Đây là son. Giờ lại đâu rê. Giờ lại. À thì các bạn, thì nó nghe nó hơi giống câu solo rồi anh em ha. Thì mình sẽ ráng mình theo nó theo kiểu đó. Thì sau khi mình đánh được như vậy rồi á, thì mình sẽ mình thêm một chút. Cũng vòng vòng mấy cái nốt, ba cái nốt này thôi nè, mà mình thay đổi cái nhịp của nó thôi để mình theo nó. Bây giờ nó về mi ha, nó qua đô nè, son ha, về rê ha, mi ha, đô ha, mi. Mình bị mất, mình theo lộn à. Mình tắt cái này mình làm lại ha, tại vì mình bắt đầu từ cái chỗ khác. Làm lại nha. Chuyện này sẽ xảy ra cho người mới tập, cho nên mình kiên nhẫn anh em ha. Mình biết là nó sẽ bắt đầu bằng mi. 1 2 3 vô là như mi. Phải không? Đi qua son. Đúng rồi, mi lại. Son. Ok, thì sau khi mà mình làm được như vậy mà mình thấy nó dễ chịu ra, thì mình bắt đầu mình mới qua cái sợi dây khác ha. Thì mình sẽ đừng có qua nhiều quá, mình qua sợi dây dưới này. Thì mi, lúc mi mình có quyền đánh hai nốt này ha, tại vì nó cái mi này, cái triad mi này. Lúc đô mình có quyền đánh hai nốt này.
lúc mà nó ở son mình có quyền đánh hai nốt này, mà lúc nó qua rê mình có quyền đánh hai nốt này. Bây giờ mình đánh y vậy thôi coi, nó sẽ không hay nhưng mà mình ráng tập vậy để cho mình theo nó anh em ha. Ha, tiếp ha. Kiểu tự tự vậy đó anh em ha. Thì tùy theo cái cảm giác của mình lúc đó như thế nào thì mình sẽ, nhưng mà mình ráng mình giữ nó y hệt như vậy. Mới đầu nó mình ráng giữ nó như vậy anh em, rồi sau đó mình chuyển hóa sau ha. Để mình đợi nó về mi mình đánh cho nó khỏi bị giật ha, thì nó qua rê nè. Mi mình có thể đánh ngay, mình không cần phải bắt đầu ngay đây ha. Lúc mà nó qua đô mình có thể giữ hướng đó luôn. Son ngay đây, mi lại nhé, ha, nó vô mi nè, đô, mi, sau khi mà mình chọn nó được như vậy anh em nên nên dành thời gian nhiều vô cái này hơn là mình đánh là đánh thiệt nhanh hay là gì đó, nó không quan trọng bằng cách, tại vì nếu mình làm được vậy nghĩa là mình xài được cái âm dài mi thứ mà mình vừa mới học anh em ha. Mình xài thì sau khi mà mình giỏi rồi ấy, thì mình có thể đánh những cái nốt ngoài cái ba cái này, ví dụ như những cái nốt khác ngoài đó, ví dụ không mình có thể mình đi mình đánh những cái nốt mà để mình chuẩn bị mình về nó, thì từ từ nếu mà mình tập gì đều đặn thì cái lỗ tai mình nó sẽ tốt hơn, mà nó từ từ nó sẽ giúp mình kiểu như quyết định được mình đánh nốt nào em ơi. Thì trong lúc đầu mình sẽ bị bậy bạ, mà đừng có ngại là mình sẽ bị bậy bạ ha, và đừng có ngại là nó quá đơn giản. Mới đầu á mình đánh mình ráng giữ, mình đừng có bị ra ngoài á, cái này mình bị ra ngoài, mình ráng giữ trong mình giới hạn mình lại để cho mình quen với nó trước khi mình nhảy lung tung anh em. Tại vì lúc mình nhảy lung tung mình biết là nếu mà mình có bị kẹt cái gì đó mình cũng có hai nốt này để mình nhảy về anh em ha. Thì mình ráng giữ nó lúc mà mình tập. Đô cũng ở đây nữa. Nếu mà anh em thích á thì mình có thể đánh kiểu như fingerstyle luôn cũng được ha. Mình thử thử coi nó có hay không ha. Mình đánh thank you.
kiểu như vậy đó anh em ha. Thì mình đánh một hồi tự nhiên nó quen, nó thành phản xạ tự nhiên, rồi mình không muốn nó cũng dập vô cái chỗ đó. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.